Em chào lại anh Thủy nhất. Chào lại tất cả con mình nha. Hồi nãy thư quan có nói, tôi nhớ hoài tới giờ này. Khi tôi chuẩn bị xuất kích thì điện của mặt trận xuống cho tiểu đoàn nói là pháo 130 ly sẽ bắn cấp tập vào căn cứ của Mê Lai, dừng khoảng lối chừng 2-3 phút sẽ bắn tiếp một cái nữa là ngưng luôn, lúc đó sẽ xung phong. Trời Phật ơi, ông nội bắn một phát một là cha ơi, cũng pháo 120 ly, bắn một phát một rồi xung phong lên. Cấp tập của mấy cha tôi nhớ tới giờ này tôi nhớ hoài, mà không phải đơn vị tôi bị đâu, bị đâu nhiều đơn vị cũng bị lắm, mà lúc ở biên giới nha cũng bị cái đó. Sau này thì súng đạn khui được cái kho Long Bình rồi đó là bắn thoải mái, sau này thì bắn thoải mái đó. Thì nói để các bạn biết là khi mà vô trong đó rồi, nó đánh vô căn cứ của Bộ Tổng Tham mưu đó chiếm được rồi, lúc này thì đơn vị tôi phải cắt rừng đi trễ, cắt rừng đi trễ thì các đơn vị khác nó vô nó đánh. Thì lúc đó có cái ông sĩ nhà ta này đã vô rồi, ông Phạm Nhân Sĩ này nè, không biết ông sĩ còn đây không à, Trung còn nghe không? Chắc 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 già rồi, chắc ngủ rồi, Chắc anh em cũng ngủ hết rồi hả? hình như còn chung hay sao. Hồi tới tôi nói ngắn gọn cái nữa là khi chiếm vô được Bộ Tổng Tham mưu thì các bạn biết đó, chiếm rồi đó, thì lúc đó tôi gặp lại cái thằng mà đại đội trưởng mà tôi đã từng cho bánh đó đó, nó dẫn tôi vô cái kho hậu cần. Trời ơi các bạn thấy, tôi bạn không hình dung nổi đâu, mà cái loại mà dầu ta gọi là dầu ô liu á, hồi xưa mà gần có hai bàn tay mà không trung trung với thư quan chắc không biết đâu, là có hai bàn tay mà nó nắm chặt lại, rồi có cờ của Việt Nam Cộng Hòa nè, rồi có cờ của Mỹ nè, cờ cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Mỹ, và viết bằng tiếng Việt và viết bằng tiếng Anh, với cái thùng mà vuông vuông hồi xưa đựng dầu lửa mà loại 20 lít thư quan, nó muối cắn nguyên một cái kho đó. Tôi nói với đậu xanh đậu nành đậu phộng, tôi nói không biết bao cơ mang nào, mà kể là đồ ăn mà gặp lính mình suốt cả tháng trời nó đói. Trời đất ơi, vô gặp cái thằng đại đội trưởng nó mới nói, nó nói bằng tiếng Miên mà nó nói các anh cứ vô lấy đi, tôi nhớ ơn các anh dữ lắm. Tôi nó đang giữ kho nữa, đang giữ cái kho đó, nó các anh vô lấy đi, tranh thủ mà lấy, để em thôi lát người ta niêm phong lại, niêm phong lại là không có ăn. Thì tôi nói 11 sư đoàn đã đánh vô căn cứ Bộ Tổng Tham mưu đó, các bạn biết hy sinh bao nhiêu không? 11 sư đoàn, mà một sư đoàn bình quân là thời điểm đó cho sư đoàn thiếu đi, bởi vì không bao giờ đưa đầy đủ, là một sư đoàn là khoảng 3 trung đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc, các trung đoàn trực thuộc, nó có 3 trung đoàn bộ binh và các trung đoàn và lữ đoàn trực thuộc hoặc là tiểu đoàn trực thuộc, vì số két thì nhiều, mà nằm viện vì sốt rét là nhiều, chứ nằm viện vì bị thương không có nhiều hết. Khi về tới doanh trại kiểm tra lại còn 200, gây còn lại 60 quân, khoảng 60 quân. Để nói rằng sốt rét chiến tranh mà vô trong rừng sốt rét nó như vậy đó. Chuyện đưa lên. Nói để thấy rằng chiến tranh rằng nó tàn khốc, mà chết vì súng đạn thì không nhiều, nhưng mà chết sốt rét kinh khủng. Nó nói vậy để các bạn hình dung nha, đừng bao giờ mong đất nước có chiến tranh một lần nữa. Tôi lại các ông đừng bao giờ có suy nghĩ đó nữa, các ông nhỏ. Thôi giờ cũng quá giờ lắm rồi, nãy tôi tính ngủ rồi, nhưng mà giờ thôi nghe thư quan nói tôi cũng nhảy lên tôi nói một chút, nói thêm chút nữa cũng mất mẹ hết rừng có tiếng đồng hồ rồi. Thôi các bạn hào hứng nghe. Chào ok anh. anh, chào anh Lê Văn Bắc, chào anh Chu Phan nha, nãy giờ có làm phiền các anh không? Ai ai Việt còn nghe hả? Đó thì tôi kể là cái chuyện mà cái chiến dịch mùa thu Đông năm Bắc là 85. bực thiệt đó nha. Ông có canh cái lúc người ta chuẩn bị xuống lai là ông vô. Ông Đúng Bắc thì không? cũng tham gia chiến dịch Campuchia nè. Đó, cái mùa khô năm Đó. tới tương lai. Nhưng mà anh Nhất có phải là theo tại vì như là em nói đó, anh nghe mấy ông anh đó, ở hồi xưa ở trong xóm kể là thời điểm năm 84 là 84 đến giai đoạn đó, tức là khoảng thời gian đó, là chết nhiều nhất đúng không anh? Cũng cũng chưa hẳn đâu, thì mở chiến dịch là chết nhiều à, mở chiến dịch là chết nhiều, mà chiến dịch đó là chiến dịch của mình tổng tấn công luôn, không phải là mặt trận đó không, mà
hầu như tất cả các nơi trên Campuchia, trên đất nước Campuchia là đơn vị của mình, đơn vị bạn phối hợp. Bởi vì thời điểm đó là cơ quan, các cơ quan đừng có nghĩ là chỉ có cái thằng Pol Pot không đâu, nó có nhiều lực lượng lắm. Và cái lực lượng Serica là của Lon Nol, là cái lực lượng gì, cái tên gì không tôi quên tên này, nó là lực lượng của cái tụi mà Sihanouk á, nó có nữa đó, nó tới có là lực lượng. Tức là em còn nhớ là, tức là cái đồ của nó hơi màu, nó hơi vàng vàng đúng không, chứ không phải là đồ xanh xanh rêu như cái tụi Pol Pot đúng không anh? Là lực lượng đó là nó gọi là lực lượng lính gì em quên tên rồi, đó mới mình kể. Serica là của Lon Nol, là nó mặc đồ rằng ri giống như là đồ lính ngụy, lính Mỹ vậy đó. Serica nó đồ rằng ri đó. Còn cái đội kia thì cái đội vàng vàng nữa là Trung nói là đúng rồi, cái tụi nó giống là giống như là lính của xe nút ấy. Đó, nó tới ba bốn, nó đánh mình lúc đó, nó bao giờ nó đánh mình á, nó lúc đó đánh mình, cho nên buộc lòng mà lực lượng nó càng ngày càng phát triển, cho nên buộc lòng mình phải tổng tấn công trên toàn quốc Campuchia luôn, trên toàn đất nước Campuchia, đánh ghê gớm nó một trận đó, và đánh khủng khiếp luôn. Là cái đó là một rồi rồi mấy ông mấy ông kể, mấy anh có kể là cái chuyện mà bốt mà nó quýnh bằng cối á, nhưng mà nó không bắn bằng súng, mà nó tức là nó trên cái những cái chọn núi cao anh, là nó cột dây nó thả xuống đúng không anh? Tức là nó nắm đuôi của mấy cái cối, nó thả đầu xuống đúng không? Cái đó là cận chiến, nó cận chiến là nó mới đánh vậy. Thường đó là nó gài bẫy thôi, nó gài bẫy không à, nó gài bẫy cái cối, nó gài dây. Là lúc đầu á, làm nó phát hiện mình làm, là cái đơn vị tôi á, hồi xưa tôi ở đơn vị cũ á, sau này tôi chuyển về đơn vị mới là về đơn vị cơ động. Là cái thằng này nó tên thằng anh nuôi, nó là anh nuôi, thằng cớ đúng rồi, nó tên Cớ, nó là anh nuôi. Thì nó ngồi nó buồn, lúc đó cối 8 của Mỹ đó, cối 81 của Mỹ đó. Nó bắn nó không nổ. Thằng Cớ nó ngồi nó buồn, nó mới tức, nó buồn nó không biết làm gì, cái nó đem cái cối ra, cái nó vặn cái đầu. Nó vặn cái đầu cối ra, chỗ mà cái nơi mà cái đầu nó giống kim nổ đúng không? Cái đầu nổ. Không 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 phải, cái đầu đó là cái kim quả đó, nó chứa cái kim quả. Cái đầu, cái phần nón lá, phần cái chóp ở trên cùng của nón lá, chóp trên cùng của nón lá. Thì bên trong cái chóp đó thì nó có cái dòng nó dặn vô, cái răng này nó dặn vô nó mở ra được mà. Dặn vô thì bên trong nó lắp cái phần mà nó lấy ra được cái chóp nhỏ xíu à, thì nó có cái cây kim quả. Nó đưa vô, đưa ngược nó vô. Thì bên trong cái phần của cái thân cái cối á, thì nó có một cái bộ phận là bộ phận hột nổ. Bộ phận hột nổ. Thì khi mà mình rút cái chóp ra. Mình rút cái chốt ra thì cái hột nổ á, ban đầu nó nằm nghiêng, lúc còn cái chốt thì nó nằm nghiêng. Nhưng mình rút cái chốt ra thì cái hột nổ nó quay ngang trở lại, nó đưa cái phần tiếp giáp với cái kim quả ở chỗ cái đầu á, chỗ đầu. Khi mà nó có cái lò xo, ở trên nó có lò xo, nó sẽ đẩy kim quả xuống cái hột nổ đó, là nó kích nổ luôn cả cái khối thuốc nổ nằm trong cái cối. Nó thiền cớ nó ngồi nó nghịch nó mới mở ra, nó nói à thôi mà cái này nó bị sét mày ơi. Lò xo nó xét không mở ra, dầm nó xét hết trơn à. Mà cái hột nổ tôi còn nguyên, thuốc còn tốt. Nhưng mà nó bằng nhôm, nó để lâu ngày nó ẩm, nó bị rỉ sét. Nó đem nó làm sạch lại hết luôn, cái bắt đầu nó thử lại. Nó lấy sợi dây nó cột, nó làm cái chén ba đó. Cái nó có một cây, nó chịu lên, cái nó ở ngoài xa, cái nó cầm sợi dây, nó giật ra, cái nó cối rớt xuống. Đó thì đầu tiên, đơn vị tôi thằng Cớ nó làm rồi đó, mới bắt đầu là mới đưa ra hết cái sư đoàn 339, triển khai hết sư đoàn 339 học tập à. Để làm thì thằng Pol Pot nó cục cũng thấy mình làm vậy, thì đơn vị tôi đầu tiên làm thì cũng diệt được số, nó bắt chưa à, thằng Cớ nó mới phong vượt cấp, bị nó phát minh mà nó đi gài luôn, nó phong vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ, cho đại học lớp quân chính luôn, ra làm thiếu úy về quân khu chính, về ở Chi Lăng An Giang học quân chính. À, được thiếu úy, lên thiếu úy, lúc đó bỏ quân hàm trung úy rồi, năm 82 bỏ quân hàm trung úy, 30/4 năm 82 là bỏ quân hàm trung úy. Ý, 2/9 mới bỏ quân hàm 82 bỏ quân hàm trung úy. Thì nó lên học xong khóa quân chính phòng thẳng thiếu úy luôn. Nó mới về nó làm đại đô phó, đại đô 2. Nó từ anh nuôi đi học sĩ quan lên làm đại phó đại 2, vô đánh trong cái trận cây nôm, chính nó là người trực tiếp để gài cối, mà lúc này nó lại phát minh ra cái kiểu gài cối chết chóc hơn nữa.
là nó không có giăng dây, nó không hề giăng dây vướng nữa. À. Bị giăng dây vướng thì bon bót nó cột cái sợi dây hay cột cục đá gì đó, cái bắt đầu nó mới quăng tới, nó kéo, nó kéo thì cái sợi dây của nó đè lên sợi dây của mình, thì có cục đá nó nặng, nó kịch vuột cái chốt ra thì nó rất nổ đó. Sau này là một thử trò hả, nó ý phát hiện ra thử rồi. Trò Ừ, nó phát hiện thì nó cột cái sợi dây, nó quăng cục đá tới, nó cột cái đá vô trong cái sợi dây đó. Cột sợi dây trong đá nó quăng tới trước, cái bắt đầu nó kéo, nó kéo sợi dây, cái thì sợi dây nó nặng, cái cục đá nó nặng, nó mới vướng cái sợi dây văng của cái trái cối đó, dây văng trái cối giống như gà lựu đạn vậy đó, thưa quan có hiểu không? Nó cái gà cối cũng giống như gà lựu đạn nha, đó thì mà nó gà trên cao thôi, nó thì nó phá cái kiểu gối cối gà văng vướng nổ của mình rồi, thì lúc này nó lại sáng chế ra, phát minh ra thêm một cái kiểu nữa là gài trên cành cây, ghê chưa, tức là nó bẻ một cái cành cây, bẻ cành cây cái nó mới máng cái trái cối, nó có sợi dây mà, nó có sợi dây cột trên cái đuôi trái cối đó, rồi nó máng sợi dây trên cành cây đó. À, thì nhiều khi là gió nó thổi cái này, nó có gió mà hoặc mưa nó thổi cái nó lư 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 cành cây, nó rớt cối nó nổ nữa, nó rớt cái cối xuống nó nổ, thì ông cớ nhà ta đi quên cái vị trí của mình gài trái cối đi, chụp chụp đè cái cành cây nó mới rớt cái cối nó nổ xuống chết queo luôn. Chính nó là người phát minh đầu tiên mà cũng là người chết đầu tiên của đơn vị Superboy, chính là sau này á, là Bon Bot nó phát hiện nó đi, nó sau này nó đi trinh sát, bây giờ nó thấy mình cách mình gài, nó vô nó lại còn nhiều cái kiểu mà gài độc đáo hơn mình nữa, nó gài chùm nữa, nó gài liên hoàn á, chứ không phải chùm, nó gài liên hoàn đó. Thì tôi kể là cái vụ cối gài là như vậy, mà cái VKP2 nó gài liên hoàn cũng 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 ghê lắm. Rồi KP2 tức là cái mìn phóng đó, thì nói để các bạn thấy rằng chiến tranh nó khủng khiếp, nó tàn bạo như thế nào. Thôi thì bây giờ chuyện đó qua, nhắc lại để cho thấy rằng đừng bao giờ mơ tưởng tới chiến tranh nữa. Nó bắt họ lên đụng mẹ giờ đó. Bắt đâu rồi? Ai anh? Anh bắt anh có hỏi anh á, anh đi năm nào rồi anh nhất? Đi bài 8. À, đi bài 8. Thôi, mấy lời mà chia sẻ với các bạn để thấy rằng chúng ta, đất nước chúng ta đã trải qua những thời gian khổ, chiến tranh loạn lạc, đau thương chết chóc. Thì vậy thôi, chứ còn không phải kê công đâu nha, đừng nghĩ tôi kê công, không phải mình tôi đóng góp công sức đó đâu. Tôi đóng góp nhỏ xíu à. Chưa được cái móng tay nữa so với toàn quân, toàn dân. Chưa được bằng cái móng tay nữa. Để thấy các bạn thấy rằng là tôi nhắc lại lần nữa là tôi hoàn toàn tôi không phải cái công để nói để cho các bạn thấy và các thế hệ sau này thấy rằng chiến tranh nó tàn khốc như vậy đó. Rồi tôi xin chào các bạn nha.